Hot TikToker Phạm Thoại gây bão dư luận khi bất ngờ réo tên Hoa hậu Mai Phương, người đẹp đang đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 71 diễn ra tại Ấn Độ. Anh nói rõ về dự án nhân ái của nàng hậu, lên tiếng bênh vực giữa loạt tranh cãi. Những ngày qua, cộng đồng fan sắc đẹp Việt đang đổ dồn mọi sự chú ý về Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Mỹ nhân đang đại diện cho Việt Nam thi đấu tại cuộc thi nhan sắc lớn bậc nhất là Miss World lần thứ 71, Hoa hậu Thế giới. Trải qua một nửa hành trình tại cuộc thi, người đẹp đang được đánh giá là một thí sinh tiềm năng, gây ấn tượng tốt không chỉ với khán giả trong nước mà truyền thông quốc tế cũng vô cùng chú ý. Trên các bảng dự đoán, Hoa hậu Mai Phương đều được truyền thông quốc tế săn đón, ưu ái cho đại diện Việt Nam với những vị trí cao. Dù chỉ là sự dự đoán, nhưng đây cũng được xem là một tín hiệu tốt dành cho nàng hậu trước thềm chung kết diễn ra. Mang đến Miss World năm nay, Mai Phương đã cùng ekip thực hiện dự án nhân ái mang tên Gia Cô Bay Mai Phương. Dự án phi lợi nhuận bằng việc bán những chiếc áo được thiết kế riêng, toàn bộ số tiền thu được sẽ được Mai Phương thực hiện vào những dự án thiện nguyện của mình. Tuy nhiên, một số người lại không đánh giá cao dự án này của Mai Phương, cho rằng đây chỉ là hoạt động cầm chừng, không mang tính thuyết phục cao. Mới đây trên một livestream cá nhân, hot TikToker Phạm Thoại, người có tầm ảnh hưởng khá lớn trên mạng xã hội đã có lời lên tiếng chính thức phản bác lại ý kiến chê bai này và ra mặt bênh vực Mai Phương. Được biết, trước đó trong quá trình làm dự án Gia Cô Bay Mai Phương, Phạm Thoại cũng là một trong những người đồng hành livestream bán áo với nàng hậu. Cụ thể, Phạm Thoại nói trên livestream, với cương vị một hoa hậu như Mai Phương, Phương chẳng cần phải bán áo, chỉ cần lên mạng kêu gọi nhà tài trợ, người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để Phương làm từ thiện. Thậm chí nhà sen vàng, chỉ cần kêu một cái là có rất nhiều đơn vị sẵn sàng đầu tư. Nhưng Mai Phương tại sao từng chia sẻ em phải bán từng cái áo một để làm gì? Phương muốn không phải một mình Phương làm, mà muốn tất cả mọi người chung tay cùng nhau làm sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Có nhiều người lên mạng nói làm như vậy chẳng khác gì kêu gọi từ thiện. Tôi cảm thấy là thay vì việc chúng ta nhận tiền của người khác để làm từ thiện, lời ra tiếng vô, thì Mai Phương kêu gọi mọi người mua áo, thứ mọi người nhận được là cái áo đó, thì nó giống như trao đổi hàng hóa thôi, chúng ta cũng chẳng sợ mất tiền, mà số tiền đó Mai Phương cũng mang đi từ thiện. Trong khi đó, Phương đã xây bếp ăn ở Bắc Cạn, làm từ thiện chỗ này chỗ kia, mọi người nhìn cũng đã đủ biết. Phương bán 2 năm nay rồi, có người nói dự án này không chỉnh chu, không nghiêm túc, nhưng như thế nào mới nghiêm túc, bán 10 năm à? Nhiều khi tôi thấy mọi người vô lý lắm, tôi là người đi với Mai Phương, tôi thấy Mai Phương cái tâm rất là thật, Mai Phương rất là gần gũi. Tới nơi từ thiện Phương cũng rất lan xả, tay chân quần áo lúc nào cũng bẩn, không như người ta mà làm màu, làm mè. Đi từ thiện đâu phải dễ đâu, tôi thấy các bạn phản ánh nói Mai Phương như thế là không được. Phạm Thoại cũng nói thêm về việc khó khăn trong việc bán áo. Tôi đã cùng Mai Phương thực hiện dự án này mấy tháng trời, kêu gọi bán được cái áo lòi con mắt ra, bán từng cái áo một. Tôi là người kinh doanh tôi biết, bán được cái áo được bao nhiêu, bán chắc được 1000 cái áo chứ có phải chục nghìn cái đâu mà lời lãi, ai kinh doanh thì biết. Thà 10.000 cái còn có lãi chứ 1.000 cái trả cho nhân viên này kia cũng đã hết rồi. Những chia sẻ của Phạm Thoại đã nhanh chóng được nhiều người đồng tình, cho rằng không nên quá khắt khe với Mai Phương. Thay vào đó hãy tập trung và cổ vũ tinh thần cho nàng hậu tại chặng cuối tại cuộc thi Miss World năm nay.